Ten Hag nói lý do cắt Varane để thay bằng hậu vệ U19 MU. MU tới làm khách trên sân của West Ham ở vòng 18 Ngoại hạng Anh mà không có sự phục vụ của Varane và huấn luyện viên Ten Hag đã lý giải điều này. Tối ngày 23 tháng 12, MU có trận làm khách của West Ham ở vòng 18 Ngoại hạng Anh. Dù đón chào sự trở lại của đội trưởng Bruno Fernandes sau án treo giò nhưng quỷ đỏ lại thiếu vắng đi trung vệ Raphael Varane, người đã chơi cực hay trong trận hòa Liverpool vòng trước thay thế cho cựu tuyển thủ Pháp là Willy Cambola, trung vệ mới 19 tuổi. Chuyến đi tới sân của West Ham cũng sẽ là lần đầu tài năng trẻ này được ra sân khoác áo đội một MU. Chia sẻ về quyết định cất Varane để dùng một cầu thủ tuổi tin, huấn luyện viên Ten Hag cho biết ông không còn sự lựa chọn nào khác. Nguyên nhân là bởi trung vệ người Pháp đã bị ốm. Willy Camwala là trung vệ người Pháp gia nhập Manchester bộ từ Socho với giá khoảng 3,5 triệu bảng vào năm 2020. Từ đó, cầu thủ này đã trải qua quá trình ăn tập tại học viện và đang đá cho đội U19MU. Dẫu vậy huấn luyện viên người Hà Lan rất tự tin về Cambola bởi hậu vệ này đã thể hiện rất ấn tượng trong quá trình tập luyện, cậu ấy bình tĩnh và đã tạo ấn tượng tốt trong quá trình tập luyện. Tất nhiên Cambola còn thiếu kinh nghiệm và đây là một thời điểm quan trọng đối với cậu ấy. Cambola sẽ có cơ hội của mình. Nhận định về trận gặp West Ham, Ten Hag nói, Chúng tôi sẽ triển khai lối chơi dựa trên màn trình diễn trước Liverpool và chúng tôi muốn cầm bóng tốt hơn. Tôi nghĩ cả đội đã có cơ hội để ghi bàn trước Liverpool, dù không phải lúc nào chúng tôi cũng tìm được các khoảng trống. West Ham lại là đối thủ khác. Họ không tấn công mạnh như Liverpool, nhưng chúng tôi vẫn phải cầm bóng tốt hơn. Nếu thắng West Ham ở vòng này, Man United sẽ có cơ hội vươn lên hạng 6 trước khi Newcastle đấu Luton ở trận đấu khung 22 giờ ngày 23 tháng 12. Tuy nhiên nếu thua, quỷ đỏ sẽ bị chính The Hammer chiếm vị trí thứ 7 tại ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 18 này.